Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách làm nhiệm vụ airdrop và nhận thấy token là Team Pool họ chạy trên cái network Smart Chain Map 20. Trước khi quý vị hãy vào đường link, KTV sẽ để bên dưới video này để điền thông tin. Rồi quý vị hãy vào follow Twitter này. Mở đây. Quý vị chọn follow này. Rồi quý vị chọn like này, quý vị hãy submit này, retweet này. Ở đây quý vị hãy tag 3 người bạn. Rồi quý vị chọn tweet này, quý vị hãy chọn view luôn để lấy đường link này. Copy đường link này, trả lại cái trang điền thông tin này. Quý vị hãy soi in Telegram này, open này, join này, tắt đi này, tắt cái Twitter đi này. Một thứ nhất, quý vị hãy điền cái nick Telegram của quý vị vào này. Quý vị điền cái nick Telegram. Bước thứ ba, quý vị nhập cái địa chỉ ví Smart Chain Map 20. Quý vị hãy lấy cái địa chỉ ví ở cái ví chớp hoặc là ví SakePay và dán nó vào, chọn gửi này. Ok. Và tất cả các thông tin quý vị muốn tìm hiểu thêm thì quý vị tìm hiểu ở Telegram hoặc là trên Twitter.